Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trúng số giàu thua, đổi đời như ý, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Số được trời thương Phật độ, bất ngờ trúng số liên tiếp, trở mình đổi kiếp giàu sang, tiền vàng nhét nước két. Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 thân mến, mọi người thường nói rằng mỗi người đều có một số mệnh riêng biệt, một số phận riêng với những biến động khác nhau, có người gặp phú quý, có người phải đối mặt với khốn khó và cũng có người may mắn và không may mắn. Ý nghĩa là số mệnh do chính chúng ta tạo ra và hạnh phúc được tìm kiếm từ bản thân. Mặc dù vận may của một người có thể do trời ban, nhưng số phận cuộc đời lại là kết quả của những nỗ lực mà người đó bỏ ra. Khái niệm nghịch thiên cải mệnh không phải là phản đối ý thần mệnh, mà thực tế là mỗi người chúng ta đều đang dẫn thân vào hành trình tìm kiếm, khám phá và cải thiện số mệnh con người của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả luận giải về vận trình tử vi của người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ giúp cho quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể sẽ gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ và chỉ cần chú ý nắm bắt vận may, quý bản mệnh sẽ đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ đổi đời thành công. Ngoài ra, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Nhâm Tuất có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc may mắn về nhà. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội và đổi đời và giàu có viên mãn. Quý khán giả thân mến, người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 đã trải qua một hành trình cuộc đời không hề dễ dàng, sinh ra trong những năm tháng đầy biến động. Họ phải đối mặt với vô vàn thử thách từ rất sớm. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều mang đến những bài học và trải nghiệm khiến họ trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn. Trong thời niên thiếu tuổi Nhâm Tuất thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, định hướng cho tương lai. Họ không chỉ phải vật lộn với áp lực từ gia đình, mà còn phải chinh phục chính bản thân mình. Có những lúc những nỗ lực của họ dường như không được đền đáp, dẫn đến cảm giác thất vọng và chán nản. Nhưng chính trong những lúc khó khăn ấy, họ đã học được bài học quý giá về sự kiên nhẫn và nghị lực. Bước vào độ tuổi trưởng thành, cuộc sống không ngừng thử thách họ bằng những khó khăn trong công việc và mối quan hệ. Tuổi Nhâm Tuất không ngừng tìm kiếm cơ hội, đôi khi phải đối mặt với sự thất bại và đau khổ. Nhưng mỗi thất bại lại trở thành một viên gạch xây dựng cho những bước đi tiếp theo. Họ biết rằng thành công không phải đến từ may mắn, mà là từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Giữa những gian truân ấy, họ vẫn luôn giữ trong lòng một niềm hy vọng, niềm tin vào bản thân và sự quyết tâm vượt qua khó khăn, đã giúp họ dần dần đạt được những điều mình mong muốn. Thời gian trôi qua, những nỗ lực của tuổi Nhâm Tuất đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Họ đã có được một công việc ổn định, một gia đình ấm áp và những người bạn chân thành. Dù cuộc sống chưa hoàn hảo, nhưng họ biết mình đang sống trong đủ đầy. Tại thời điểm hiện tại, người tuổi Nhâm Tuất đã có những trải nghiệm và bài học quý giá. Họ hiểu rằng cuộc sống không phải chỉ để chạy đua theo những tiêu chuẩn xã hội, mà còn để tìm kiếm hạnh phúc từ những điều giản dị,
họ biết trân trọng những gì mình có và học cách sống biết đủ. Mặc dù vẫn còn nhiều điều cần phấn đấu, nhưng thay vì so sánh mình với người khác, họ chọn cách nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính của sự biết ơn và hài lòng. Họ hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những điều xa vời mà chính là ở những khoảnh khắc bình dị, ở những tiếng cười trong gia đình, ở những cuộc trò chuyện chân thành với bạn bè. Với tuổi Nhâm Tuất, hành trình cuộc đời chính là một bức tranh sống động với những gam màu sáng tối đan xen. Họ đã trải qua nhiều gian truân, nhưng chính những gian truân đó đã tạo nên một con người kiên cường và đầy nghị lực. Hạnh phúc hiện tại không chỉ đến từ những thành tựu vật chất, mà còn từ sự bình yên trong tâm hồn. Với họ, biết đủ chính là bí quyết để sống hạnh phúc và trọn vẹn. Người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 cầm tinh con chó, đứng ở vị trí 11 trong số 12 con giáp. Người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 thuộc mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn. Những người tuổi Nhâm Tuất có một ý chí vững chắc, họ có lương tâm và cẩn thận trong công việc, nghiêm khắc với bản thân, đồng thời họ rất trung thành với bạn bè và gia đình. Họ có lòng từ bi luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn, họ nghiêm túc và có trách nhiệm trong việc làm ăn và có tầm nhìn dài hạn. Nhưng đôi khi lại ích kỷ, họ khá bướng bỉnh và không muốn chấp nhận ý kiến và đề xuất từ người khác, họ không biết cách linh hoạt. Ngoài ra, tâm trạng của họ không ổn định hay cáu kỉnh. Hành thủy của Can Nhâm xung khắc với hành thổ của Chi Tuất là sự kết hợp không mấy tốt lành. Đây là điềm báo về thời thiếu niên khó khăn, vất vả của những người tuổi Nhâm Tuất. Thành công chỉ đến khi họ phấn đấu cực khổ trong một thời gian dài. Bù lại, cuộc sống lúc về già của những người tuổi này khá yên bình, ấm no. Người tuổi Nhâm Tuất có bản mệnh thuộc nạp âm là đại hải thủy, tức là nước biển lớn. Những người có mệnh này thường có lý tưởng cao xa, thích làm những việc mang tầm vóc vĩ mô. Chính vì thế, họ thường không cảm thấy thỏa mãn với chức vụ nhỏ nhoi, mà sẽ cố gắng đạt đến vị trí lãnh đạo trong tổ chức, giống như đại dương bao la, bất tận. Họ luôn hướng đến một cuộc sống tự do, không bị trói buộc bởi bất cứ giới hạn nào. Những công việc nhàm chán lặp đi lặp lại sẽ khiến họ cảm thấy chán nản và căng thẳng. Những đặc trưng trên của Nhâm Tuất cho ta biết rằng họ không phải là người theo chủ nghĩa vật chất, cũng không phải là người chỉ biết giữ khư khư cái cũ. Lời nói, hành động của họ vừa giản dị lại vừa khôn ngoan nhanh nhạy. Bề ngoài giản dị, thật thà, nhưng ẩn chứa bên trong sự thông minh, nhạy bén. Họ thường chiêm nghiệm cuộc đời và quan sát người khác, nhưng đối với những việc cụ thể hay khi tranh cãi đừng hy vọng họ đứng ra gánh vác giúp đỡ, vì thiên tính của họ là ẩn tránh. Họ chỉ muốn bảo vệ bản thân không bị người khác xâm phạm. Người khác giao tiếp với họ phải bỏ ra rất nhiều công sức thì mới giành được sự tín nhiệm của họ. Người tuổi Tuất vốn lanh lợi, hiểu bằng trực giác rất mạnh. Sở trường của họ là có thể dựa vào lý trí để biết được tính cách đối phương. Ngay lần gặp đầu tiên, cảm giác trực tiếp nhạy bén này đã phân biệt được sự đúng sai, phải trái một cách cơ bản chính xác. Tuy nhiên, cũng không nên quá tin vào trực giác này. Nó có thể khiến bạn mất đi cơ hội tiếp xúc với những người tài giỏi. Muốn nhận thức chính xác về một Nhâm Tuất, bạn chỉ cần quan sát họ khi đang tranh luận. Một khi biết được người khác động chạm đến danh dự và phá hoại lợi ích của mình, họ sẽ anh dũng đấu tranh đến cùng, không khuất phục, không một sức mạnh nào có thể ngăn cản họ. Đương nhiên, khi xảy ra sự việc nghiêm trọng, như có người nào đó làm hại đến gia đình họ, thì họ sẽ nổi giận. Thực sự họ sẽ đọ sức với đối phương bằng lời lẽ đanh thép, vào tính logic để chiến thắng đối phương. Khi tranh cãi với người khác, họ luôn dựa trên sự công bằng, không dùng những trò tiểu nhân để giành chiến thắng. Họ có thể đảm nhận được mọi công việc. Trong quân đội có thể trở thành nhà quản lý ngành vận tải, bác sĩ, chánh án, luật sư hay giáo sư ưu tú. Hơn thế, họ còn thích hợp với những công việc yêu cầu tính kiên nhẫn cao, như nhân viên công vụ, nhân viên lắp đặt máy tính. Họ thường giấu kín hoài bão trong lòng, trung thành với người giao công việc cho họ. Chỉ cần những việc đó nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ thì họ sẽ vui vẻ giúp đỡ. Điểm yếu của nam giới tuổi Nhâm Tuất là ít nhẫn nại. Người tuổi Nhâm Tuất nói chung là người chính trực, thành thật, thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa. Họ là người trượng nghĩa, làm việc công bằng, ngay thẳng, chân thành, rất thích bênh vực kẻ yếu, tự nguyện nghe người khác tâm sự, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với họ. Vì thế, Nhâm Tuất biết cách sống hòa bình với mọi người. Nếu là Nhâm Tuất có tính thẳng thắn, bạn có thể có cảm nhận như thế này. Khi gặp chuyện phiền phức, bạn tìm sự giúp đỡ bằng cách đến gõ cửa hoặc điện thoại cầu cứu họ. Lúc đầu có thể họ do dự hoặc từ chối. Tuy nhiên,
Một khi họ biết được sự thực là bạn rất cần sự giúp đỡ thì họ liền hết sức giúp đỡ, không một chút do dự. Có lúc nhâm tuất còn bảo vệ lợi ích của người khác và coi đó là việc quan trọng hơn là bảo vệ lợi ích bản thân. Nhâm tuất sẽ hết mình với những ai tốt với họ. Khi đứng trước sự bất công, họ không thể bỏ qua được mà sẽ nổi cáu, tức giận. Nhưng khi sự nóng giận qua đi thì họ bình tĩnh ngay. Cần chú ý là họ không nổi cáu với sự đố kỵ hay hoài nghi, mà chỉ tức giận với sai lầm. Hơn nữa, họ không để bụng khi sự việc đã qua. Nhâm tuất có lòng nhân ái, có trách nhiệm, tận lực làm việc nên có được lòng tin của mọi người, làm việc không bỏ dở. Đó chính là sở trường của Nhâm tuất. Một điều may mắn nữa là sự nghiệp mà Nhâm tuất theo đuổi kiên trì thường rất giá trị và cao quý. Trong sự nghiệp của mình, họ rất chăm chỉ và kiên trì. Đương nhiên đó là việc chính nghĩa, vì vậy họ luôn đạt được thành tích tốt trong công việc. Về phương diện tình cảm, khi rơi vào mối tình nồng cháy, họ chỉ lặng lẽ yêu và dành mọi sự quan tâm, chăm sóc cho người yêu. Nam giới Nhâm tuất đặc biệt không dễ tin người. Tuy nhiên, một khi đã có lòng tin thì sẽ đối xử rất chân thành với sự tín nhiệm này. Tuổi Nhâm tuất dễ dàng chinh phục được đối phương nhờ sự chân thành, thân thiện tốt bụng của mình. Họ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, có thể hy sinh mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc. Dù vẻ bề ngoài khá lạnh lùng, nhưng họ lại là những người có trái tim ấm áp và chung thủy. Nhâm tuất cố gắng làm việc và cống hiến hết mình để đem lại lợi ích cho cộng đồng và tập thể. Tinh thần làm việc của họ rất cao đẹp, không màng vật chất, gia tài, địa vị. Phong cách sống thanh cao ấy không phải ai cũng có, bởi vậy tuổi tuất được rất nhiều người yêu quý ngưỡng mộ. Cuộc sống của họ thực tế không phải chỉ toàn là màu hồng, họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là nguy hiểm. Tuổi Nhâm tuất cả đời lương thiện luôn nghĩ đến lợi ích của người khác, vì thế họ gặp được nhiều may mắn, cả về công danh, sự nghiệp lẫn sức khỏe. Nữ mệnh tuổi Nhâm tuất là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động. Họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành những tình nguyện viên giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cô nàng này rất coi trọng vẻ bề ngoài. Bạn sẽ không bao giờ thấy họ ra khỏi nhà trong bộ dạng luộm thuộm, xấu xí. Họ là những người giỏi giao tiếp. Vì vậy, phụ nữ tuổi tuất có nhiều bạn bè yêu quý và tin tưởng. Nam mệnh tuổi Nhâm tuất nổi tiếng thông minh, sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Những ước mơ và hoài bão luôn tồn tại trong con người của họ như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy cơ hội thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Nhâm tuất sinh 1982, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Bước vào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Nhâm tuất sẽ phải đối mặt với một giai đoạn đầy biến động. Tuy bề ngoài mọi người có thể nhận thấy bạn có phần khác biệt và thậm chí cho rằng bạn đang gặp khó khăn, nhưng thực tế không phải vậy. Bạn đang chìm đắm trong công việc, bỏ qua nhiều khía cạnh trong cuộc sống thường nhật và vì thế đôi khi bị hiểu lầm. Sự tập trung cao độ vào công việc đã khiến bạn bỏ qua việc chăm sóc bản thân, làm nhiều người cho rằng bạn đang trong giai đoạn không tốt. Thời điểm này ngũ hành xung khắc sẽ khiến mối quan hệ của bạn với những người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp và cấp trên có phần căng thẳng. Sự khác biệt trong quan điểm dễ gây ra mâu thuẫn. Đây là lúc bạn cần giữ vững sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Đôi khi không cần phải giải thích hay thuyết phục quá sớm, hãy để kết quả công việc là câu trả lời rõ ràng nhất. Lời khuyên cho bạn là hãy tự tin với những việc nằm trong khả năng của mình, kiên trì xử lý mọi vấn đề và tránh chia sẻ ý tưởng quá sớm để không bị người khác ngăn cản hay hiểu lầm. Nguyệt lệnh lâm đất mộ nhập mệnh trong thời điểm này khiến bạn có xu hướng trở nên sâu sắc và chi tiết hơn trong từng quyết định. Dù có vẻ bên ngoài mọi thứ đang bị trì hoãn, thực ra bạn đang cần thêm thời gian để thu thập thông tin và đánh giá kỹ lưỡng mọi khía cạnh. Đây chính là một biểu hiện của sự thông minh và cẩn trọng, giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn trong tương lai. Vận trình tài lộc trong thời điểm này nhờ có sự hỗ trợ của Thái Dương Cát Tinh mà trở nên rực rỡ hơn. Những nỗ lực không ngừng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuổi Nhâm tuất vốn là người chăm chỉ, tiết kiệm và luôn suy nghĩ thận trọng trong việc chi tiêu. Thời điểm này, nếu bạn có được sự đồng hành của một người bạn đời biết quản lý tài chính, cơ hội đổi nhà, đổi xe là rất cao. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và tính toán hợp lý mà bạn đã và đang thực hiện. Đặc biệt đối với những người độc thân, nhân duyên có nhiều khởi sắc, mở ra cơ hội gặp gỡ những người có ý nghĩa đặc biệt.
Tuy nhiên, đối với các cặp đôi, chuyện tình cảm lại không thuận lợi như mong muốn. Khi bạn quá tập trung vào công việc, người kia sẽ dễ dàng cảm thấy bị bỏ rơi và sinh ra sự giận dỗi. Đây là lúc bạn cần cân bằng giữa công việc và tình cảm, biết khi nào cần dừng lại để vun đắp cho mối quan hệ. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch mở ra cho tuổi Nhâm Tuất một giai đoạn bận rộn nhưng đầy tiềm năng. Nếu biết cách cân bằng giữa công việc, mối quan hệ và tài chính, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, vì sức khỏe và tâm lý vững vàng chính là yếu tố quan trọng nhất để bạn vượt qua mọi khó khăn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Bước vào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Nhâm Tuất sẽ đón nhận những dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp. Nhất Bạch nhập cung chính nam mang đến những cơ hội thành công vượt bậc và niềm vui lớn trong công việc. Đối với những ai đang theo đuổi công danh sự nghiệp, đây là lúc gặt hái thành quả sau nhiều nỗ lực. Những gì bạn đạt được không chỉ là những con số hay thành tích bề nổi, mà còn là sự công nhận về năng lực, sự đóng góp và tư duy độc đáo mà bạn mang lại cho tổ chức trong thời điểm này. Bạn có xu hướng sống nội tâm hơn, tìm thấy niềm vui trong việc khám phá những điều mới mẻ. Đặc biệt, bạn thích đào sâu vào các lĩnh vực nghiên cứu, học hỏi và khám phá ra những góc nhìn riêng biệt mà ít ai có thể nhận ra. Chính từ những khám phá đó, bạn đã tạo dựng cho mình những quan điểm khác biệt và phát triển khả năng tư duy sâu sắc hơn. Đây là lợi thế rất lớn giúp bạn mở rộng tầm nhìn và tiếp cận công việc một cách sáng tạo, tinh tế. Tuy nhiên, cũng chính vì phong cách độc đáo và cách tiếp cận khác biệt của mình, bạn có thể gặp phải một số thách thức trong việc giao tiếp và hợp tác với người khác. Không phải ai cũng hiểu được cách bạn thể hiện, đôi khi bạn phải đối mặt với những ánh nhìn khó hiểu hay thậm chí là nghi ngờ, nhưng đừng để điều đó làm giảm đi sự tự tin của bạn. Tuổi Nhâm Tuất là người có khả năng và chuyên môn vượt trội. Hãy phát huy những thế mạnh đó, dám thể hiện bản thân và theo đuổi đến cùng những gì bạn tin tưởng. Lời khuyên trong thời điểm này là bạn cần nhanh nhẹn và quyết đoán hơn trong các quyết định quan trọng, cơ hội không đến nhiều lần. Một khi đã nhìn thấy cơ hội, bạn cần chớp lấy và hành động ngay lập tức, không để cho sự do dự hay bất kỳ yếu tố nào làm bạn trì hoãn. Thành công sẽ không đến với những người thiếu quyết tâm, vì sự quyết tâm chính là chìa khóa để bạn đạt được mục tiêu mong muốn. Hãy mạnh mẽ, vững vàng với những lựa chọn của mình và đừng ngại vượt qua khó khăn, vì chỉ có hành động quyết đoán mới đem lại kết quả xứng đáng. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch chính là thời điểm bạn cần tận dụng tối đa những cơ hội đang mở ra trước mắt. Đừng lo sợ về những khác biệt trong suy nghĩ hay phong cách của mình, vì chính sự khác biệt ấy sẽ tạo nên dấu ấn đặc biệt, giúp bạn nổi bật và đạt được những thành tựu xứng đáng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Bước vào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, vận may tài chính của tuổi Nhâm Tuất bắt đầu sáng sủa hơn bao giờ hết. Chính tài xuất hiện báo hiệu một thời điểm tràn đầy cơ hội trong lĩnh vực tài lộc. Đây không chỉ là sự may mắn thoáng qua, mà còn là kết quả từ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian qua. Vận may lần này thực sự hiếm hoi và nếu biết nắm bắt, bạn sẽ không chỉ củng cố vị thế của mình trong công ty mà còn đón nhận những phần thưởng xứng đáng, có thể là một khoản lương thưởng hoặc hoa hồng đáng kể. Đối với những người đã kiên trì tích lũy, đây chính là lúc nhìn lại và nhận thấy thành quả. Bạn có thể sẽ bất ngờ khi phát hiện mình đang nắm trong tay một khoản tài sản kha khá. Sự tích lũy chậm rãi nhưng chắc chắn từ nhiều năm qua đã mang lại cho bạn sự ổn định và vững vàng về mặt tài chính. Để đảm bảo rằng số tiền này được sử dụng một cách thông minh và hiệu quả, bạn có thể cân nhắc tham gia một khóa học về quản lý tài chính cá nhân. Điều này không chỉ giúp bạn biết cách sử dụng tài sản một cách khôn ngoan, mà còn mở rộng tầm nhìn về cách đầu tư và phát triển nguồn tiền trong tương lai. Tuy nhiên, bản mệnh cần cẩn trọng khi đứng trước những lời mời gọi đầu tư vào các dự án mà bạn không thực sự hiểu rõ, dù cơ hội có vẻ hấp dẫn đến đâu. Bạn cũng không nên vội vàng đưa ra quyết định nếu bản thân chưa có kiến thức hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Hãy luôn nhớ rằng nếu mọi việc dễ dàng như cách người ta thường nói, thì ai cũng đã trở nên giàu có rồi. Sự thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có.
đối với những người tuổi Nhâm Tuất đã từng lên kế hoạch cho những khoản chi lớn như mua nhà, mua xe, thời điểm này chính là thời điểm lý tưởng để thực hiện. Bạn không chỉ đủ khả năng chi trả, mà còn nhận ra rằng mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch bạn đã vạch ra từ trước. Kiên trì và theo đuổi mục tiêu dài hạn đã giúp bạn không chỉ tích lũy được tài chính, mà còn giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát. Không có khoản chi nào lớn bất ngờ, không có tình huống nào ngoài dự tính. Tất cả đều nằm trong sự chuẩn bị và dự phòng kỹ càng của bạn. Tử vi tài lộc đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch thật sự là một bức tranh sáng, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp cho tuổi Nhâm Tuất. Tuy nhiên, bên cạnh sự may mắn, cũng đừng quên rằng bản thân bạn mới là yếu tố quyết định đến sự thành công. Hãy tiếp tục kiên trì, thận trọng và thông minh trong việc quản lý tài chính, bởi đó chính là chìa khóa mở ra sự thịnh vượng và ổn định lâu dài. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch mang đến những tín hiệu vô cùng khả quan về sức khỏe cho người tuổi Nhâm Tuất. Những tháng ngày vất vả lo toan, cuối cùng bạn cũng có thể cảm nhận được những thay đổi tích cực trong cơ thể và tinh thần của mình. Đối với những ai từng phải đối mặt với bệnh tật hoặc những vấn đề về sức khỏe, đây chính là khoảng thời gian mà bạn nhận thấy những chuyển biến tích cực đáng mừng. Đây là minh chứng rõ ràng rằng bạn đã chăm sóc cơ thể đúng cách, đi theo con đường chữa lành phù hợp và đã đến lúc gặt hái kết quả. Không chỉ cải thiện về mặt thể chất, bạn còn cảm nhận được sự cân bằng trong tâm trí cơ thể và tinh thần của bạn dần trở về trạng thái ổn định hơn sau một giai đoạn căng thẳng, áp lực. Giờ đây bạn đã sẵn sàng để tái tạo năng lượng, tìm lại niềm vui trong những hoạt động ngoài trời. Sự vận động nhẹ nhàng không chỉ giúp bạn giải phóng năng lượng tiêu cực, mà còn mang lại cảm giác hạnh phúc, thoải mái hơn. Dưới tác động của tự nhiên và không khí trong lành, những căng thẳng và áp lực dần được xua tan, mang lại cho bạn sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để tuổi Nhâm Tuất bắt đầu thực hiện những thay đổi tích cực trong lối sống. Nếu bạn đã có dự định điều chỉnh thói quen sinh hoạt, ăn uống hoặc bắt đầu một lộ trình chăm sóc sức khỏe mới, thì thời điểm này là cơ hội để bạn khởi động những kế hoạch đó. Sự tự chủ trong việc duy trì lối sống lành mạnh sẽ mang lại những lợi ích lâu dài, không chỉ cho thể chất, mà cả tinh thần của bạn. Nếu bạn có kế hoạch cho những chuyến đi xa, như leo núi hay đi biển, hãy thực hiện ngay trong thời điểm này. Những chuyến đi không chỉ giúp bạn thay đổi không khí, mà còn là dịp tuyệt vời để cơ thể tiếp nhận nguồn năng lượng mới tươi mát hơn. Mỗi bước đi trên con đường thiên nhiên, mỗi làn gió biển thổi qua sẽ giúp bạn thanh lọc tâm hồn, làm mới tinh thần và củng cố sức khỏe thể chất. Đó là liều thuốc tự nhiên giúp bạn hồi phục một cách trọn vẹn từ bên trong lẫn bên ngoài. Tử vi đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch cũng khuyến khích bạn duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe, như việc luyện tập thể dục đều đặn, ăn uống điều độ và giữ gìn tinh thần lạc quan. Đôi khi sự ổn định không phải chỉ đến từ những liệu pháp y tế hay thuốc thang, mà còn từ việc bạn biết cách chăm sóc bản thân, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Hãy tận dụng thời gian này để yêu thương chính mình hơn, bởi khi sức khỏe được cải thiện, mọi khía cạnh khác của cuộc sống cũng sẽ trở nên thuận lợi và tươi sáng hơn rất nhiều. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, hãy mở rộng trái tim để đón nhận những thay đổi tích cực. Đừng ngần ngại thử thách bản thân với những hoạt động mới. Bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào lan tỏa trong từng bước chân. Tuổi Nhâm Tuất với sức mạnh tinh thần và ý chí bền bỉ, bạn hoàn toàn có thể chinh phục mọi khó khăn và sống trọn vẹn với những gì mình yêu thương. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Bước vào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, chuyện tình duyên của người tuổi Nhâm Tuất bừng sáng nhờ sự xuất hiện của Thiên Diêu, ngôi sao chủ về đào hoa. Đối với những người đang độc thân, thời điểm này hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và niềm vui trong chuyện tình cảm. Có lẽ bạn sẽ được gặp gỡ những đối tượng thú vị đầy hấp dẫn. Sự xuất hiện của họ có thể làm bạn cảm thấy choáng ngợp, đặc biệt là khi đối phương thể hiện tình cảm một cách nhiệt tình và khéo léo khiến bạn không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, vẻ quyến rũ và khả năng tán tỉnh của người ấy đôi khi lại khiến bạn cảm thấy không yên tâm, thậm chí hoài nghi về sự chân thành. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu, bởi trong thế giới tình cảm, cảm giác an toàn là điều mà ai cũng tìm kiếm. Đừng vội vàng đưa ra quyết định hay kết luận, hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, để thời gian giúp bạn hiểu rõ hơn về đối phương. Mối quan hệ nào cũng cần thời gian để phát triển và sự tin tưởng, chỉ đến khi cả hai có đủ cơ hội để tìm hiểu nhau sâu sắc hơn. Đối với những cặp đôi tuổi Nhâm Tuất,
Thời điểm này cũng không tránh khỏi một số thử thách, những cảm xúc ghen tuông hoặc những bất đồng nhỏ có thể nảy sinh giữa hai người, đặc biệt là khi có sự can thiệp từ yếu tố bên ngoài như sự khác biệt về văn hóa, gia đình hay những mâu thuẫn giữa cha mẹ hai bên. Đây là những vấn đề không thể tránh khỏi trong mối quan hệ lâu dài, nhưng quan trọng là cách hai bạn cùng nhau đối mặt và giải quyết. Sự thấu hiểu và sẻ chia chính là chìa khóa để giữ gìn hạnh phúc và giúp mối quan hệ trở nên vững chắc hơn sau những thử thách. Đối diện với những khó khăn, cả hai nên cố gắng giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc. Tính bốc động hoặc những phản ứng quá khích sẽ chỉ khiến mâu thuẫn trở nên trầm trọng hơn. Thay vào đó, hãy dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và tìm kiếm giải pháp hợp lý cho mọi vấn đề. Khi cả hai biết cách lắng nghe và thấu hiểu nhau, những nỗi đau sẽ dần được gỡ bỏ và mối quan hệ sẽ trở lại trạng thái ổn định, bền chặt hơn bao giờ hết. Nhìn chung, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho tuổi Nhâm Tuất, từ những rung động mới mẻ của người độc thân đến những thử thách cần vượt qua của các cặp đôi. Dù trong tình huống nào, hãy nhớ rằng tình yêu đòi hỏi sự kiên nhẫn và niềm tin. Mọi khó khăn chỉ là phép thử để tình cảm trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Đầu tiên là tử vi từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 10 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Thời gian này của tháng 10 âm lịch, tình hình công việc sẽ trở nên khả quan hơn. Bạn sẽ có cơ hội để phát huy khả năng lãnh đạo và kỹ năng làm việc nhóm. Sự đồng lòng và hỗ trợ từ đồng nghiệp sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Hãy tự tin nắm bắt cơ hội này để chứng minh năng lực của mình. Đừng ngần ngại đưa ra ý tưởng mới, vì có thể nó sẽ được cấp trên đánh giá cao. Tình hình tài chính có dấu hiệu khả quan. Nếu bạn đã đầu tư vào các dự án trước đó, đây có thể là thời điểm mà bạn nhận được lợi nhuận. Hãy nhớ quản lý tài chính một cách khôn ngoan, tránh xa những rủi ro không cần thiết. Về mặt tình cảm, trong thời gian này bạn sẽ cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc hơn với người thương. Những khoảnh khắc hạnh phúc lãng mạn sẽ tràn ngập trong không khí. Hãy cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp giúp mối quan hệ trở nên vững chắc hơn. Đối với những người độc thân, có thể sẽ xuất hiện một người đặc biệt khiến bạn cảm thấy rung động. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu trắng và xanh nhạt. Con số phát tài là 18, 77 và 45. Tiếp theo là tử vi từ ngày 26 tháng 10 đến hết tháng 10 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất sinh 1982. Những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, vận khí của tuổi Nhâm Tuất có dấu hiệu chuyển mình mạnh mẽ. Những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trong suốt tháng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn nhìn lại hành trình đã qua, ghi nhận những thành tựu mà mình đã đạt được. Công việc sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và bạn có thể nhận được những đề nghị hấp dẫn từ cấp trên. Hãy tự tin và không ngại thử thách bản thân trong những công việc mới. Sự nỗ lực và khả năng làm việc chăm chỉ sẽ không chỉ giúp bạn khẳng định vị trí mà còn mở ra nhiều cánh cửa mới trong sự nghiệp. Tình hình tài chính thời gian này ổn định, có thể bạn sẽ có cơ hội để mua sắm hoặc đầu tư vào những thứ bạn đã ấp ủ từ lâu. Hãy sử dụng số tiền của mình một cách khôn ngoan và cẩn trọng, tránh những quyết định vội vàng. Trong chuyện tình cảm, nếu có những hiểu lầm trước đó, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người thương tìm cách giải quyết và hàn gắn. Hãy dành thời gian để chia sẻ, lắng nghe nhau nhiều hơn. Nếu bạn còn độc thân, cơ hội tìm thấy tình yêu cũng rất cao trong thời gian này, đặc biệt là trong các sự kiện xã hội hoặc buổi gặp gỡ bạn bè. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu nâu. Con số phát tài là 23, 55 và 99. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch mang đến cho người tuổi Nhâm Tuất nhiều cơ hội và thử thách. Hãy luôn giữ vững tâm lý lạc quan, tin tưởng vào bản thân và sẵn sàng chào đón những điều tốt đẹp sẽ đến. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng,
luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc với nụ cười rạng rỡ giúp giải tỏa những mệt mỏi, căng thẳng. Đặt tượng trên bàn làm việc có thể tạo ra một không gian lạc quan và tích cực, từ đó thúc đẩy thần làm việc và tạo ra môi trường thuận lợi cho công việc. Tượng cũng là biểu tượng của sự sung túc và phú quý, mang lại hy vọng cho sự thành công trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, tác dụng của biểu tượng Phật Di Lặc không chỉ dừng lại ở việc giải tỏa căng thẳng, đồng thời tạo ra cơ hội cho sự thấu hiểu và hòa giải trong mối quan hệ, cả trong công việc và cuộc sống ngày thường. Thiềm Thư. Thiềm Thư tượng cóc ba chân còn được gọi là cóc ngậm tiền, đã lâu đã trở thành linh vật đặc biệt trong văn hóa phong thủy, mang theo mình sự trấn bảo và mang lại nhiều điều phổ biến. Bên cạnh đó, nó còn có khả năng hóa giải những điều không may mắn và tạo ra sự cân bằng trong môi trường xung quanh. Đặt tượng này trong không gian làm việc hay cuộc sống, người mang mệnh đại hải thủy có thể thu hút dưỡng khí, tạo cơ hội cho sự thịnh vượng và chiêu tài. Với tượng cóc ba chân, người tuổi Nhâm Tuất có thể tận dụng sức mạnh của linh vật này để tạo ra một môi trường tích cực thuận lợi cho công việc và cuộc sống. Tượng Thiềm Thư không chỉ mang lại vận may mà còn hỗ trợ họ xua tan những điều không tốt, tạo điều kiện để họ tiến xa hơn trên con đường thành công và hạnh phúc. Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu linh vật chỉ ăn tiền vàng trang sức, đã từ lâu trở thành biểu tượng của sự chiêu tài và cầu lộc. Đối với người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, tượng Tỳ Hưu không chỉ đại diện cho khả năng thu hút tài lộc mà còn có sức mạnh ẩn giấu để hóa giải những thách thức và khó khăn. Đặt tượng trên bàn làm việc, người mang mệnh đại hải thủy có thể hướng tâm trí mình vào những điều tích cực và thuận lợi. Điều đặc biệt về Tỳ Hưu là không có hậu môn để thải ra. Điều này mang ý nghĩa rằng biểu tượng Tỳ Hưu không chỉ thu hút tài lộc vào trong mà vẫn giữ chặt và bảo vệ chúng khỏi bị mất mát. Với mệnh đại hải thủy, điều này thể hiện khả năng tạo ra và kích thích tài sản một cách thông minh và bền vững. Quả cầu phong thủy. Quả cầu phong thủy được chế tác từ đá thạch anh, những viên đá với niên đại hàng triệu năm, mang trong mình nguồn năng lượng quý hiếm, mang trong mình nguồn năng lượng tích cực rất lớn. Với người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, tượng cầu đá phong thủy không chỉ là vật phẩm trang trí mà còn là nguồn năng lượng giúp cân bằng và kích hoạt tinh thần. Hình dạng tròn của quả cầu giúp lưu thông nguyên khí, hỗ trợ sự phát triển trong công việc và cuộc sống. Năng lượng dương khí từ đá thạch anh có thể thu hút tài lộc và may mắn cùng với sự bình an và ổn định. Lựa chọn vật phẩm phong thủy phù hợp với tuổi và mệnh của mình, tăng cường hiệu quả năng lượng từ đá. Quả cầu phong thủy có thể giúp người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982 tập trung tư duy sáng tạo, làm việc hiệu quả hơn, thu hút nhiều cơ hội thịnh vượng hơn trong cuộc sống. Hồ lô phong thủy. Hồ lô phong thủy là một sản phẩm mang ý nghĩa quan trọng trong phong thủy và tâm linh, có thể có tác dụng tích cực cho người mang mệnh thủy. Và tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, hồ lô có thể giúp hóa giải tài khí, loại bỏ những năng lượng tiêu cực trong môi trường và mang lại không gian yên bình, thanh tịnh. Hồ lô thường còn được xem là biểu tượng của may mắn, thịnh vượng và tài lộc. Với mệnh thủy của người tuổi Nhâm Tuất sinh 1982, hồ lô có thể giúp thu hút cơ hội tài chính và tạo ra sự thịnh vượng trong cuộc sống. Ngoài ra, hồ lô có thể mang lại cảm giác bình an và bảo vệ cho người sử dụng. Đặc biệt với sự ổn định của yếu tố thủy trong mệnh, hồ lô có thể tạo nên một tâm trạng yên bình và tự tin. Tượng ngựa. Ngựa được biết đến là con vật trung thành với bản tính dẻo dai, bền bỉ và khỏe mạnh, nên nó được xem là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc. Tượng được chế tác rất tỉ mỉ, tinh tế với nhiều chất liệu như đồng, đá tự nhiên. Tượng ngựa phong thủy không chỉ là một vật trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa quan trọng về lãnh đạo và thành công. Việc đặt biểu tượng trên bàn làm việc có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy sự phát triển tài chính và năng lực của chủ sở hữu. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.